choáng ngợp khung cảnh bãi để xe nơi công an thu giữ xe phạm luật. Phải gọi là ma trận mới đúng. Bạn có thắc mắc những chiếc xe bị cảnh sát giao thông tạm giữ được giam ở đâu không? Chính là những bãi đỗ xe chất đống như thế này đây. Hàng nghìn xe vi phạm luật giao thông bị tạm giữ, nhưng nhiều năm qua không có chủ nhân đến nhận đã khiến các bãi giữ xe bị quá tải nghiêm trọng. Nhiều xe lâu ngày không sử dụng bị hư hỏng nặng, cỏ dại và bụi phủ dày đặc. Chỉ riêng năm 2023, tại Hà Nội, các lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 43.000 xe vi phạm giao thông. Các bãi giữ xe tăng vật ngày càng trở nên quá tải do đường sự không chịu đến để giải quyết, lấy lại phương tiện. Nhiều trường hợp bỏ luôn xe vì số tiền phạt, phí giữ cao hơn giá trị xe. Xe tại các bãi bị xuống cấp, hư hỏng, bị bỏ bê, chẳng khác gì bãi phế liệu. Các phương tiện thuộc nhiều chủng loại, từ xe máy điện đến xe tay ga cũ, mới, thậm chí có những chiếc xe mô tô giá trị cao thuộc dòng phân khối lớn cũng bị bỏ lại trong suốt thời gian dài. Không chỉ có xe máy, xe ô tô mà còn có cả xe đẩy chở hàng bán buôn cũng bị tạm giữ. Phần lớn các loại xe ở đây đều đã xuống cấp và hoen gỉ, không ít phương tiện bị tạm giữ do chủ điều khiển bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn. Phương tiện bị bỏ lại, xếp chồng lên nhau gây lãng phí, cỏ dại mọc tùm. Có những xe đã nằm bãi 2-3 năm, thậm chí có xe hơn 10 năm mà không thể thanh lý được. Trong một buổi sáng, chỉ lác đác vài ba người đến làm thủ tục lấy phương tiện ra. Sở dĩ bãi trông giữ xe vi phạm an toàn giao thông ngày càng quá tải là do mức phạt quá cao, chất lượng xe lại kém nên mức độ phạt tương đương với giá trị xe, thậm chí còn cao hơn nên người vi phạm bỏ lại, không đến lấy. Hiện có những xe 2-3 năm mới thanh lý được, giữ xe thì chật mà cũng khó bán thanh lý được vì thủ tục rườm rà, mà xe để ngoài nắng mưa thì nhanh hỏng. Đúng là ma trận giữ xe. Liệu có giải pháp gì hay hơn cho trường hợp này không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.